ngày 3 tháng 6, Thánh Carolo, Liwanga và các bạn tự đạo. Kitô giáo còn hoàn toàn mới lạ đối với Phi Châu, cho tới khi việc truyền bá đạo Công giáo bắt đầu khai mào từ năm 1879. Các linh mục là những tu sĩ thừa sai Phi Châu. Các ngài được mọi người biết đến dưới tước hiệu các cha áo trắng vì các ngài mang bộ tu phục màu trắng. Vua Miwanga chẳng biết Kitô giáo rao giảng những gì, nhưng ông cảm thấy bực mình khi một tín hữu Công giáo là Yuse Kasa khiển trách lối sống của ông. Vua đã sát hại một nhóm Kitô hữu và cả vị giám mục thân yêu của họ. Vua cũng can dự vào sinh hoạt đồng tính luyến ái. Ông đặc biệt ưa thích các chú tiểu đồng. Rồi sự bực mình của vua Miwanga trở nên phẫn nộ và căm thù đối với Yuse Kasa và tôn giáo của anh. Một số giới chức tham tiền của nhà vua đã kích động tâm trạng vua với những lời xu nịnh gian trá. Thế là vào ngày 18 tháng 11 năm 1885, Yuse Kasa bị đem ra xử trảm. Cuộc khủng bố bắt hại bắt đầu. Trước khi nó kết thúc, hàng trăm người đã bị thiệt mạng. 22 người trong số họ được tôn phong lên bậc hiện thánh. Với cái chết của Yuse Kasa, Carolo Liwanga trở thành thầy dạy đạo chính yếu cho các chú tiểu đồng của vua. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1886, vua Wanga nhận thấy một số tiểu đồng của ông là tín hữu Công giáo. Ông cho gọi Denis Sibowangu vào. Ông hỏi có phải Denis đã dạy đạo cho các tiểu đồng không? Denis trả lời là phải. Nhà vua liền chụp lấy ngọn giáo của mình và phóng xuyên qua cổ họng chàng thanh niên. Rồi ông la lớn tiếng không cho phép ai được rời khỏi tổng hành dinh của ông. Tiếng trống đấu tranh vang lên thâu đêm. Trong một căn phòng kín, Carolo Liwanga đã bí mật rửa tội cho bốn chú tiểu đồng. Một em trong bọn trẻ là Thánh Kizito. Chú bé 13 tuổi có tính tình vui tươi quảng đại. Kizito là người bé nhất trong nhóm. Thánh Carolo Liwanga thường hay bảo vệ Kizito thoát khỏi lòng ham muốn châm giận của vua Liwanga. Hầu như 22 vị thánh tự đạo Uganda này đã bị giết chết vào cùng ngày mùng 3 tháng 6 năm 1886. Các ngài bị bắt đi bộ chừng 59 cây số đến nơi hành quyết. Sau ít ngày bị giam tù, người ta ném các ngài vào một đống lửa lớn. 17 trong số ấy là những chú tiểu đồng thuộc vương giả. Một trong các cậu bé tự đạo là Thánh Mibaga. Hôm ấy chính thân phụ ngài là người đau khổ. Một vị tự đạo khác là Thánh Andre Kawa, mất ngày 27 tháng Giêng năm 1887, cũng ở trong số 22 vị tự đạo được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục tôn phong lên bậc thiện thánh năm 1964.